Europin Pravda đưa tin, trong bài phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc hôm 24 tháng 9, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã đảm bảo rằng sự hỗ trợ của Washington dành cho Kiev sẽ tiếp tục cho đến khi Ukraine đạt được một nền hòa bình công bằng và lâu dài. Ông Biden lưu ý rằng, sau khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, Mỹ đã quyết định không đứng sang một bên và cùng với các đồng minh và đối tác đoàn kết hỗ trợ Kiev. Ông nói, tin tốt là cuộc chiến của ông Putin đã thất bại trong mục tiêu chính. Ông ấy muốn hạ gục Ukraine, nhưng Ukraine vẫn tự do. Ông ấy muốn làm suy yếu NATO, nhưng NATO lớn hơn, mạnh hơn, đoàn kết hơn bao giờ hết. Tổng thống Mỹ cảnh báo thêm rằng thế giới không thể buông lỏng nỗ lực hỗ trợ Ukraine. Ông Biden kết luận, bây giờ chúng ta phải đối mặt với một sự lựa chọn khác. Liệu chúng ta sẽ tiếp tục hỗ trợ để giúp Ukraine giành chiến thắng trong cuộc chiến bảo vệ quyền tự do của mình? Hay chúng ta rút lui và cho phép một đợt gây hấn mới và hủy diệt cả một quốc gia? Tôi biết câu trả lời của tôi. Chúng ta không thể chịu đựng được sự mệt mỏi. Chúng ta không thể quay đi và chúng tôi sẽ không làm suy yếu sự ủng hộ của mình dành cho Ukraine cho đến khi Ukraine có được nền hòa bình công bằng và lâu dài theo hiến trương Liên Hợp Quốc. Bài phát biểu của Tổng thống Mỹ diễn ra vào thời điểm ông Zelensky đến Mỹ để trình bày kế hoạch chiến thắng của mình với người đồng cấp Biden. Hiện tại, Tổng thống Mỹ đương nhiệm Joe Biden chỉ còn vài tháng nữa là hết nhiệm kỳ, vì lẽ đó, kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ vào tháng 11 sắp tới có ý nghĩa rất quan trọng đối với Ukraine. Nhiều dự đoán cho thấy nếu ông Donald Trump trở lại Nhà Trắng, có lẽ cánh cửa viện trợ của Mỹ dành cho Ukraine sẽ rất hẹp, thậm chí có thể là sẽ đóng lại. Chính vì vậy, quy định thăm Mỹ và trình bày kế hoạch hòa bình với Tổng thống Mỹ Joe Biden trao đổi với Phó Tổng thống Kamala Harris và cựu Tổng thống Donald Trump về cuộc xung đột với Nga vào thời điểm này là bước đi đã được tính toán kỹ lưỡng của Tổng thống Ukraine Zelensky. Đây là thời điểm then chốt đối với Ukraine cả về chính trị và quân sự. Bởi vậy, trong chuyến đi Mỹ lần này, ông Zelensky có thể sẽ tranh thủ thời gian ông Joe Biden còn tại vị để thúc đẩy các đảm bảo viện trợ dài hạn hơn cho Ukraine đến năm 2025. Trên máy bay quân sự đến Mỹ, Tổng thống Zelensky nêu rõ tầm quan trọng trong hành động của mình rằng chuyến đi này sẽ quyết định những gì sắp diễn ra trong mùa thu năm nay. Trong kế hoạch hòa bình mà Tổng thống Zelensky gọi là kế hoạch chiến thắng cho Ukraine có thể sẽ bao gồm cả việc yêu cầu kết nạp Ukraine vào khối NATO. Đặc biệt, ông Zelensky hy vọng sẽ thuyết phục được Mỹ cho phép sử dụng vũ khí tầm xa do phương Tây viện trợ để tấn công một số mục tiêu nằm sâu trong lãnh thổ Nga. Đây là điều mà đến nay Tổng thống Mỹ Joe Biden vẫn từ chối. Anh và Đức, hai điểm tựa khác của Ukraine cũng tỏ ra rất thận trọng. Tổng thống Zelensky từng thừa nhận nếu ông Biden từ chối ủng hộ kế hoạch chiến thắng do Kiev soạn thảo, ukraine sẽ phải đối mặt với một cuộc xung đột kéo dài với nhiều thương vong ông zelensky cũng cho biết ukraine không có kế hoạch dự phòng nếu bị từ chối nước này sẽ tiếp tục cuộc xung đột với số lượng viện trợ quân sự hiện tại từ phương tây và như vậy họ chắc chắn sẽ phải đối mặt với rất nhiều khó khăn bên cạnh đó ukraine sẽ phải đối mặt với một mùa đông sắp tới với sự thiếu hụt năng lượng nghiêm trọng Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ thực hiện chuyến thăm lần đầu tiên tới châu Phi như ông từng hứa tại hội nghị thượng đỉnh với các nhà lãnh đạo lục địa này hồi cuối năm 2022. Tại hội nghị với sự tham gia của 49 nhà lãnh đạo châu Phi từ ngày 13 đến 15 tháng 12 năm 2022 tại Washington DC, Tổng thống Joe Biden nói rằng ông sẽ tới thăm châu Phi vào năm sau. Trong năm 2023, đệ nhất phu nhân Joe Biden Phó tổng thống Kamala Harris và một số thành viên nội các đã tới thăm các quốc gia châu Phi, song ông chủ nhà trắng chưa từng đặt chân đến lục địa này. Như vậy, phải gần 2 năm sau, tổng thống Joe Biden mới thực hiện được lời hứa đó. Theo thông báo của nhà trắng ngày 24 tháng 9, vị nguyên thủ sắp mãn nhiệm sẽ tới Angola từ ngày 13 đến 15 tháng 10. Chuyến thăm nằm trong nỗ lực của chính quyền Mỹ nhằm củng cố mối quan hệ với lục địa, chống lại ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc. Với chuyến công du này, ông Joe Biden sẽ là Tổng thống Mỹ đầu tiên đến thăm vùng cận Sahara Châu Phi kể từ năm 2015. Tại thủ đô Luanda, ông chủ Nhà Trắng sẽ thảo luận với người đồng cấp Joao Lorenco về quan hệ đối tác kinh tế và cơ sở hạ tầng, trong đó một dự án đường sắt dự kiến khởi động ở Lobito, Angola, kết nối Đại Tây Dương với Ấn Độ Dương. Trước khi đến Angola, nhà lãnh đạo Mỹ lên kế hoạch dừng chân ở Berlin và gặp gỡ các nhà lãnh đạo Đức, Trước đó, Mỹ đã hỗ trợ một dự án kết nối Cộng hòa dân chủ Congo giàu tài nguyên với cảng Lobito của Angola bằng đường sắt để tránh tình trạng tắc nghẽn đường bộ trên tuyến đường vận chuyển đồng và coban. Từ khi nhậm chức năm 2021, ông Biden đối mặt với một số chỉ trích vì không đến thăm châu Phi sớm hơn trong nhiệm kỳ của mình. Sau khi tổ chức hội nghị thượng đỉnh Mỹ châu Phi tại Washington vào tháng 12 năm 2022, Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen và Phó Tổng thống Kamala Harris đã đến thăm châu Phi trong năm 2023 và Ngoại trưởng Antony Blinken đến thăm lục địa này trong năm nay. Kể từ khi lên nắm quyền vào năm 2021, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã có một số thay đổi quan trọng trong chính sách đối ngoại với khu vực châu Phi nhằm củng cố và nâng cao hình ảnh, gia tăng ảnh hưởng tại khu vực. Các hoạt động ngoại giao cấp cao hội nghị thúc đẩy hợp tác và chuyến thăm của Ngoại trưởng Antony Blinken lần này đều hướng tới mục tiêu tăng tốc trên đường đua vào châu lục nghèo nhất thế giới. Tuy nhiên, tham vọng của Mỹ vấp phải rào cản từ phía Nga và Trung Quốc, hai nước từng ủng hộ và giúp đỡ các nước châu Phi trong cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân. Nhiều năm qua, các nước châu Phi vẫn coi Trung Quốc và Nga là đối tác chiến lược quan trọng trong nhiều lĩnh vực và có vai trò nổi bật ở khu vực này. Do đó, để có được kết quả cụ thể, Mỹ cần phải có nhiều thời gian để đạt được sự tin tưởng vững chắc của các nước châu Phi. Nói theo cách khác, Mỹ khó rút ngắn khoảng cách với các đối thủ cạnh tranh tại khu vực trong một sớm một chiều. Theo tờ Pravda của Ukraine, trong một tuyên bố cứng rắn vừa qua, Bộ Ngoại giao Ukraine đã lên tiếng phản đối mạnh mẽ ý tưởng để một phần lãnh thổ Ukraine nằm dưới sự kiểm soát của Liên bang Nga nhằm kết thúc cuộc xung đột quan điểm này được công bố trên trang web chính thức của Bộ Ngoại giao Ukraine, trong đó nhấn mạnh rằng Ukraine không chấp nhận bất kỳ thỏa thuận nào liên quan đến việc từ bỏ lãnh thổ hay để nga tạm thời chiếm đóng bất kỳ vùng đất nào. Tuyên bố trên của Bộ Ngoại giao Ukraine được đưa ra sau khi Tổng thống Séc Petr Pavel trong một cuộc phỏng vấn với tờ New York Times đề cập đến khả năng một số vùng lãnh thổ của Ukraine có thể nằm dưới sự kiểm soát tạm thời của nga sau khi xung đột kết thúc. Ông Pavel nhận định rằng Ukraine có thể phải chấp nhận thỏa hiệp với một số khu vực vẫn thuộc quyền kiểm soát của Nga để đổi lấy kết thúc cuộc xung đột. Ông cũng cảnh báo rằng việc kỳ vọng quá cao về một chiến thắng toàn diện của Ukraine trong ngắn hạn có thể nguy hiểm. Bộ Ngoại giao Ukraine nêu rõ nước này sẽ tiếp tục kiên trì với công thức hòa bình của Tổng thống Zelensky, trong đó điều kiện tiên quyết là Nga phải rút toàn bộ quân khỏi lãnh thổ có chủ quyền của Ukraine trong phạm vi biên giới được quốc tế công nhận bộ này cũng khẳng định những giải pháp nửa vời sẽ không mang lại hòa bình thực sự mà chỉ làm kéo dài cuộc chiến và gây thêm tổn thất về sinh mạng tự do và các giá trị chung phản ứng trước sự chỉ trích từ kiev tổng thống paven giải thích rằng ông không phản đối mục tiêu cuối cùng của ukraine là khôi phục toàn bộ chủ quyền lãnh thổ nhưng ông cũng cảnh báo về thời gian và cái giá phải trả để đạt được điều đó nhà lãnh đạo séc lưu ý một chiến thắng quân sự của ukraine có thể phải đánh đổi với thiệt hại nặng nề về sinh mạng và tài sản Điều này đặt ra câu hỏi về tính hợp lý của những giải pháp bạo lực kéo dài. Trước đó, Séc, quốc gia với khoảng 10 triệu dân nằm giữa Đức và Ba Lan, là một trong những nước ủng hộ Ukraine mạnh mẽ nhất, bằng cách sử dụng các mối quan hệ từ thời chiến tranh lạnh, Séc thu mua khoảng 800.000 quả đạn pháo từ nhiều bên và xác định khoảng 700.000 quả đạn khác có thể mua thêm. Số đạn pháo mà Séc đã thu mua gồm 300.000 quả theo chuẩn Liên Xô và Nga cùng nửa triệu quả theo chuẩn NATO. Các quan chức Séc cho biết họ cần 3,3 tỷ đô la Mỹ để mua tổng cộng 1,5 triệu quả đạn pháo cho Ukraine. Không giống Mỹ, Pháp và Đức, các quốc gia chủ yếu tăng sản lượng trong nước để cung ứng cho Ukraine. Các quan chức xét nói, sáng kiến của nước này đã tập trung vào săn tìm các kho vũ khí nằm giải rác khắp nơi. Họ âm thầm đi khắp thế giới để ký hợp đồng mua bán và xin giấy phép xuất khẩu từ nhiều quốc gia. Mới đây, trong một video được truyền thông Ukraine đăng tải, có thể thấy một chiếc UAV lên thẳng hạng nặng trông giống với chiếc Vampire nội địa được gắn một robot bốn chân không xác định. Được biết, lực lượng vũ trang Ukraine đang sử dụng ít nhất hai mẫu robot dạng này bao gồm Unity Gochu và Batchu. Một thí nghiệm như vậy có thể được giải thích là do quân đội Ukraine mong muốn phát triển phương tiện trinh sát mới và hứa hẹn nhất, đó là robot động vật bốn chân. Sử dụng máy bay không người lái lên thẳng hạng nặng làm phương tiện mang vác có thể giúp đưa robot này đến các khu vực khó tiếp cận, hậu phương của đối thủ và lên các tòa nhà. Trước đó vào tháng 8, các chiến binh của đơn vị Kurt and Company thuộc Lữ đoàn Độc lập số 28 được đặt theo tên của Hiệp sĩ Chiến dịch Mùa Đông đã sử dụng chó robot trong các trận chiến giành thành phố Toresk thuộc vùng Donetsk. Chó robot đã được sử dụng để trinh sát. Nó được tin dùng dựa vào tính cơ động, tốc độ cao và kín đáo khi hoạt động. Mẫu robot này tên là Bat One có thể đứng lên cúi xuống, chạy và nhảy theo lệnh được người điều khiển truyền đến. Nó có chiều cao thấp nên khó bị phát hiện, đồng thời được trang bị camera ảnh nhiệt để có thể ra soát bên trong các chiến hào của đối phương hay các tòa nhà ở khu vực chiến sự thay cho binh sĩ. Ngoài ra, Bát Oan còn có khả năng phát hiện mìn hoặc thiết bị nổ tự chế, IED, cũng như vận chuyển tối đa 7kg đạn dược, thuốc men đến các điểm nóng trên chiến trường. Nguyên mẫu ở buổi trình diễn được trang bị pin với thời lượng hoạt động khoảng 2 giờ. Nó còn có một phiên bản hiện đại hơn là Bát song chưa được giới thiệu vì lý do an ninh. Với khả năng hoạt động lén lút và tính linh hoạt cao, Bát One có thể sớm trở thành công cụ hữu ích trên tiền tuyến của quân đội Ukraine trong bối cảnh nước này vốn đang thiếu hụt nhân lực. Cần nhắc lại rằng, trong lực lượng vũ trang của nhiều quốc gia khác nhau, những robot đặc biệt như vậy đã được sử dụng tích cực trong một thời gian khá dài, cả trong các chương trình thử nghiệm và thực hiện nhiệm vụ nghiêm túc. Ví dụ từ vài năm trước, Hoa Kỳ đã bắt đầu sử dụng chó robot QUGV do Ghost Robotics và Immersive Wisdom phát triển để tuần tra các căn cứ không quân. Những phương tiện tự hành nhỏ và có tính cơ động cao như vậy có thể được sử dụng cho nhiều nhiệm vụ khác nhau từ trinh sát, hậu cần đến hoạt động tấn công. Kích thước và khả năng vận động phát triển của chúng cho phép di chuyển nhanh chóng và kín đáo đi qua những nơi chật hẹp, các tòa nhà và những bụi cây dày đặc. Ngoài ra, nhiều mô đun khác nhau như bộ điều khiển cảm biến máy ảnh hoặc thậm chí cả vũ khí đều có thể được gắn trên chúng